Hello tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người một cái buổi trưa thật nhiều sức khỏe. Bây giờ em sẽ review lại hồi sáng nay á, thì em như các anh cũng xem clip á, thì em tách ra khoảng chừng 30 chào màu khe xanh quảng quảng trị ha, 30 bé thì hết rồi rồi. Chè lửa thì em cũng bán được mấy bé, thì hiện tại em còn được hai bé nha mọi người nha. Chè lửa đuôi dài, đuôi 2005, so le 2002, giá là 1,3 triệu nha. Chim này ở bên Đắk Nông, rất đẹp, bảo hành mắt móng mỏ tay chân nha. Đó là chuồng số 1 ha. Bên này là chuồng số 2, cái này em đang review lại cho mấy anh xem ha. Chuồng số 2 này chân trắng móng trắng, có một cái móng giữa không ôm cầu, đuôi 21.3 ha. Rồi bán nhanh gọn lẹ cho anh chị em luôn ha, giá là 1,5 triệu nha. Đó, cái móng có một móng nè. Đó, ngay cớp nó không có ôm cầu ha, tướng thì rất là đẹp. Đó, giá là 1,5 triệu nha, chuồng số 3 nha. Rồi chuồng số 4 nè, chuồng số 4 là đuôi 20 21.2, một lông ống đang ra ha, giá là 1,8 triệu. Đó, còn ba bé chè lửa rất đẹp. Rồi, còn bây giờ là 30 bé kia hết rồi, thì em mới tách ra được thêm khoảng chừng 12 bé. Chim này em bao trống cho mấy anh nha, giá là 600k, rất là to, to vật vã. Đây là chuồng số 1 nha. Đây, xin lỗi mọi người, ô số 1. Chim này là khe xanh Quảng Trị nha. Đó, xem ở trong cái phần bình luận vậy chứ mấy anh hỏi em là ủa chim vùng nào. Trời ơi, clip quay nói rõ cái hình, cái panel mà em làm ở trên clip nó cũng ghi rõ là khe xanh Quảng Trị rồi, vậy mà hỏi chim vùng nào nữa. Đó, rồi đây là số 1 ha. Qua này số 2, phải nói là rất là to ha. Những cái dòng mà giống như các anh xem hồi trước mà em bán chim chào mào mà Sơn Tiên Đồng Nai á, nó to mà giá là 1,5 triệu ha. Nó đã to rồi, còn cái này nó to hơn luôn, nhưng mà giá lại rất là yêu thương ha. Do là chim này là hàng tuyển chọn lựa chứ không phải là chim bẫy đấu nha. Đây số 3 nè, đây ô số 3 nha. Tất cả 12 bé này đều đồng giá là 600k, đều sổ giọng hết luôn rồi nha mọi người nha. Đây là số 4 nè, đây số 4 nha. Rồi qua là số 5 nè. Số 5 này thì mỏng, gốc mỏng cũng khá dày, đã lên nhẹ mà cái lông mỏng nó chưa gom hết lại nha mọi người nha. Đây là số 5 nè. Qua này số 6 nè, do là nó nhảy quá em không có dám đứng sát, em đang đứng sát đây nó nhảy quá nó không có dám lên mỏng ha. Mà những cái dòng này thường có chim mà dạng như cỡ cỡ lứa, những cái dòng này nè, thí dụ như mới mới chớm lửa kè vô là nó chơi nó đấu lại à, nó sổ giọng liền ha. Rồi bên này số 7 nè, đây là số 7 nha. Đó, nó có cái số ở bên trong nha mọi người nha, nó cũng đã lên nhẹ nha. Đây số 7, mẫu rất là to luôn. Đây số 8, to và dài chứ không phải to mà to thường. Đây số 8 nha, số 8 này cũng đã lên nè. Rồi bên này là số 9 nè. Đó, có nhiều anh tới mua chim hỏi Thành ơi sao không tách ra bán đi. Trời ơi trời, ngày em tách ra có chừng 10 con, 30 con, 20 con thôi là em muốn ná thở rồi chứ. Hỏi tách ra 100 con, chịu gì đổi đời. Rồi, đây là số 10 nha. Đó, rất bé này, chơi dữ lắm. Đây số 10 nè, chơi dữ lắm. Cũng đá lanh lên nhẹ ha. Rồi bên này số 11 ha. Hỏi em đang ngồi sát cho nên là kê điện thoại vô cái là cúp cái mồng xuống. Đó, cứ đứng xa xa ra cái nó dẫn cái mồng nó lên. Đây là số 11 nha. Rồi bên này là số 12, số 12 siêu to khổng lồ nè. Rất là dữ chim luôn, bé này nè. Đây số 12 là bé cuối cùng ha. Đó. Thì sáng em tách ra 30 bé rồi 6 bé bẫy đấu. Rồi 30 bé kia nữa là 36, 36 giờ 12 nữa là 48. Một mình em thì em hết công suất rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Ồ, bé số 5 đã chưa? Bé số 5 là để em zoom lớn lên. Mẫu này thả ra lòng chơi lên luôn. Em không có lòng chứ em có lòng em thả ra kè chơi chơi lên luôn. Rồi đó, thì em review cho các anh xem coi như là 12 mẫu rất là đẹp nha. Rất đẹp, rất to, sổ giọng hết trơn luôn rồi ha. Đó, đây 11 nè, 12, 12 hồi nãy em nói là siêu to khổng lồ nè. Rất là to luôn. Trời ơi, cái vùng khe xanh đó 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 đó, cái bé nào mới ché rồi cái. Số 7. Để em xem coi. Số 9. Trời ơi. Rồi đúng rồi, số 7 sổ giọng nha, số 7 sổ giọng nha. Số 9 thì cái mẫu này không bàn cãi luôn rồi. Số 9 này lắc lư gật gù giống như là số 5 luôn nè. Do là mình ngồi xa, ngồi mình kê điện thoại sát quá cho nên là nó không có dám lên mồng, nó không dám chơi mọi người.
mà đứng xa xa ra rồi rồi nó nghe chim hót là nó sổ giọng à. Rồi bye bye, chúc tất cả mọi người buổi trưa thật là nhiều sức khỏe nha.